Các nhà khoa học thuộc trường đại học Witwatersrand phối hợp với National Geographic đã thông báo về việc là phát hiện ra một tổ tiên mới của loài người được tìm thấy trong một hang động ở Nam Phi. Loài mới có quan hệ gần gũi với loài người hiện đại được gọi là Homo naledi, được tìm thấy trong hang đá vôi Rising Star ở ngoại ô Johannesburg. Hóa thạch được tìm thấy gồm có xương cốt của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người trưởng thành và người già. Các nhà nghiên cứu chưa tìm ra nguyên nhân chết của những người này, nhưng mà họ không loại trừ khả năng là một thảm họa thời xưa đã gây ra cái chết tập thể cho tổ tiên của chúng ta. Theo các nhà khoa học, thì việc phát hiện ra người Homo naledi có thể làm sáng tỏ quá trình tiến hóa của loài người.